Xin chào tất cả các bạn, xin chào mọi người và cảm ơn mọi người đã tham gia buổi livestream vào buổi sáng ngày thứ bảy ngày 7 tháng 8 ngày sáng thứ bảy ngày 8 tháng 8 thưa quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ta có một cái tin nóng dẻo là sàn Binance.us ở Mỹ ở trong giai đoạn bảo trì và lý do tại sao không ai có thể biết được. Tuy nhiên sau vài tiếng bảo trì thì sàn đã hoạt động trở lại với tuy nhiên sau khi hoạt động trở lại thì chúng ta không thể nạp tiền hoặc là rút tiền từ sàn Binance.us. Đôi chút về sàn Binance.us, đây là một trong những sàn lớn nhất trên thế giới và là một trong những sàn chơi uy tín trên thế giới. Binance.us là một nhánh của sàn Binance.com. Sàn Binance.us được mở ra nhằm phục vụ cho người US, người Mỹ, và họ có thể trực tiếp nạp tiền và rút tiền bằng USD. Với những người ở những nước khác thì họ có thể dùng Binance.com. Binance.us là sàn mà người Mỹ có thể dùng thẻ tín dụng để nạp hoặc rút tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng ở Mỹ. Bây giờ trước khi vào những tin chi tiết thì chúng ta xin chào tất cả mọi người có trên đường live của chúng ta. Dạ, cảm ơn chị Nga miền Tây. Xin chào chị Nga miền Tây, xin chào chị Ly Nguyễn Taki Family Japan. Xin chào 2N Vlog. Xin chào chị Đất Hành Đà Lạt. Xin chào Nguyên Khánh, xin chào Mục Nút, xin chào anh Tám Đình Vlog. Xin chào Duy Maxi. Duy Maxi là bạn mới vào, thưa các bạn, không biết Duy Maxi còn ở đây không. Xin chào chị Trinh Ngô, xin chào anh Khang Nguyễn. Ở trên đây có phòng họp thì mọi người có thể lên phòng họp và trực tiếp trò chuyện cùng chúng tôi. Xin chào chị Phương Hà, Family Japan. Xin chào Family Nấm nha. Rất vui đã được Family Nấm hôm nay xong nhà và tham gia. Ok, mình có gửi đường dây, đường link cho các bạn có thể tham khảo và lên phòng họp của chúng ta nha. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục với bản tin buổi sáng. Buổi sáng thì như mọi người đã thấy trên hình thì giá của tiền điện tử có hơi giảm bởi vì những cái biến động của các sàn giao dịch và thị trường điện tử. Và Bitcoin Market Cap thì giá trị của đồng tiền điện tử ngày hôm nay, giá trị của Bitcoin giảm 1.9%, giá trị của Ethereum giảm 4.59%. Và đây là thứ hạng cho những nhà đầu tư đang đứng ngoài chờ đợi có thể trữ một ít để mà có lợi nhuận nha. Tiếp theo chúng ta cũng có thể tham khảo những tin trên CoinDesk, ví dụ như là Bitcoin giảm 11 xuống còn 11.000 và các dự án về DeFi bắt đầu tăng cao. Và trong tuần thì Bitcoin mining đó đang nói về quý 2 là có thể tăng cái lượng mining của người dân, của những thợ mỏ đào Bitcoin sẽ tăng. Và nói về cái tấn công 51% trên mạng Ethereum Classic đã thành công. Theo báo cáo nhận được thì việc tấn công 51% trên Ethereum Classic là đã double spend là thanh toán hai lần đó, được hacker đã lấy được 1.68 triệu đô giá trị tiền điện tử nha. Đây là những cái report báo cáo về cái sự biến động tấn công trên ETH. ETC là Ethereum Classic nha. Và sau đó có những thông tin khác trên CoinDesk là ví dụ như là crypto Instagram, rồi Russian Bank, ngân hàng của Nga phát hành đồng tiền gọi là đồng tiền stable đó, đồng tiền định giá
1-1, đồng tiền định giá 1-1 giống như đồng đô Mỹ. Bây giờ là ra đồng rút, có thể trong tương lai vào năm 2011. Và Bitmain Delay, đây là Bitmain là một trong những công ty tạo cái máy đào tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Dạ em chào chị Thu Vui Food Hơi Thở Cuộc Sống ạ. Chào To end the vlog Đất Hành. Ok, bây giờ mình sẽ đi thăm nhà của mọi người, thăm nhà của từng người bằng trình duyệt ẩn danh nha các bạn. Trước tiên sẽ đi từ đầu nha. Bây giờ YouTube, giờ ta sẽ sang nhà của Family Nóng. Nhà Family Nóng có cua hoàng đế mua tại Nhật và cái kết cách đây 5 ngày đó. Cách đây 5 ngày thì cái lượng xem cũng rất là cao các bạn. Tiếp theo là chúng ta đến nhà của một nút nha. Một nút này cũng cũng ở cũng có những cái clip nói về Mỹ, tuổi đá buồn Trịnh Công Sơn. Cái clip này cũng cách đây năm ngày luôn các bạn. Ok, xem. Và bây giờ chúng ta sang nhà chị Đất Hành xem có gì mới không ạ. Đất Hành. Nhà chị Đất Hành như có hàng mới, có đây 8 tiếng đồng hồ là Hoa Hướng Dương nhà mình và ngạc nhiên thiên nhiên. Ai chưa biết nhà chị Đất Hành có thể ghé nhà chị Đất Hành rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang nhà chị Kim Ngô. Nhà chị Kim Ngô vẫn chưa có những clip mới. Nhà chị Kim Ngô vẫn có clip dân Isa Camu Bulan. Dạ em sang nhà, bây giờ chúng ta cùng sang nhà chị Phương Hà Family Japan. Hình như nhà chị Phương Hà Family Japan giờ này cũng có nhiều clip mới lắm ạ. Ngắm cánh đồng hoa tím cái đây 1 tiếng. Không biết chị Phương Hà fan Japan có không công chiếu, dạ công chiếu thì sẽ có nhiều người vào hơn. Nếu có cái bởi vì việc xem ngồi á, người ta không chat được chung, người ta cũng không có. Bây giờ chúng ta sang nhà của người khống. Xin chào Nguyên Khánh, Nguyên Khánh, ok. Dạ, Nguyên Khánh không, không, à đây, Nguyên Khánh này. Trực tiếp sự kiện của Nguyên Khánh này các bạn. Là ngư dân miền Trung hú. Không. Ok, bên nhà mình không có sự kiện tiếp. Ok, mình vào và ấn danh nhé. Và tiếp tục chúng ta xem sang nhà bạn mới là Duy Masi. Duy Masi là bạn mới của chúng ta. Không biết là Duy Masi còn ở đó không ạ? Duy Masi là chuyên làm về game các bạn ơi. Liên Quân và đang live livestream các bạn.
Ok, mình gái nhà bạn Vinasi xem game một tí nha. À, Liên Quân trên mobile. Đó. Và Vinasi cũng làm cái này bắt đầu cũng hay nè các bạn. Lúc nãy bạn Vinasi cũng hỏi về cái này tốt. Ok, chúng ta sang nhà anh Sang Nguyễn. Không biết hôm nay anh Sang Nguyễn có làm về có like chắc hôm nay anh không nay đây là buổi live văn ok tiếp tục bây giờ chúng ta sang nhà anh Tấm Tình Vlog, chắc hôm nay anh Tấm Tình Vlog cũng cũng like. À, anh Tấm Tình Vlog cũng đang like. Được 24 cũng mới like, cũng đông vui phết. Ok, chúng ta còn ai nữa ta, 2N Vlog, ok, giờ mình sang nhà 2N Vlog, 2N Vlog, 2N Vlog, bên nhà Vlog có Sapa, Sapa, goodbye to Sapa, một clip mới, tạm biệt Sapa. Còn chưa có đây 13 tiếng đồng hồ và chúng ta cũng không quên nên sang nhà chị Nga miền Tây. Bánh Giang 6 món bánh nhân gian công chiếu vào ngày 8 tháng 4 cũng vừa rồi, này là chị Nga miền Tây. Ô cũng cũng sau à, xin chào bạn mới vô là bạn Phong PDP, chào Phong PDP, không biết ai chưa biết PDP sống ở Nhật thì có thể kết nối và chúng ta sang nhà chị Vui Phút hơi thở cuộc sống. Nhà thì Thu Vui Food hơi thở cuộc sống có món ăn dân dã các cơm chiên giòn ăn với bún cách đây 17 tiếng. Mình đang sang bên nhà chị ấy. Tiếp tục chúng ta sang nhà của Phong PTP nha. PTP có những clip mới về 11 tiếng thì có vẻ đẹp toàn cảnh từ sáng Nhật Bản. Ok mình đợi nha, mình đợi ẩn danh. Dạ không có gì đâu mọi người ạ. Và cũng rất là cảm ơn mọi người đã tham gia luồng live thảo luận và tiền điện tử review và các công nghệ. Nếu mà có những câu hỏi nào thì anh chị có thể đặt câu hỏi và mình hoặc là mình cùng lên cái với cùng thảo luận ạ. Đây là đường dây của phòng họp ạ. Em gọi là giờ em gọi là phòng họp luôn. Đây. Dạ, các anh chị nào có lên thì cứ lên ạ. À, chúng ta còn phải sang nhà chị Lý Nguyễn Taki Family Japan chúng ta. Không biết có Jenny Jenny đây.
Bên nhà chị Liên Nguyễn có cà phê sáng cùng mọi người lúc 9 tiếng trước. Tính 9 tiếng trước. À, cái này là cũ rồi, cái này là ngày hôm qua rồi. Chị có livestream. Ok. Lúc luôn. Để xem thôi, để xem một đoạn. Chưa cắt clip nữa, chị Liên Nguyễn ha. Có 1 tiếng rưỡi mà. Ok, chúng ta cùng phút